Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series One Piece trên channel Shonen Action. Gần 4 năm qua, câu chuyện ở đất nước Wano giống như là một con tàu lượn siêu tốc đi cùng với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Chúng ta đều đã vô cùng háo hức, mong chờ khoảnh khắc chiến thắng của Liên minh Luffy. Với kết thúc của chương 1048 trước đó, thì One Piece chứng kiến những hình ảnh cuối cùng của Luffy chống lại tên Kaido trên bầu trời phía trên thủ đô. Với việc Luffy sử dụng đòn tấn công mạnh mẽ nhất của anh ta tính đến bây giờ, và Kaido không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đáp trả bằng một cuộc tấn công mạnh mẽ của riêng mình. Sử dụng ngọn đuốc rồng lửa, Kaido tạo ra ngọn lửa đủ mạnh để làm bốc hơi cả sừng của lâu đài Onigashima. Và chúng ta đã được chứng kiến cuộc đụng độ đối chiến của hai người mạnh nhất trên đảo, sau đó là một chuỗi hồi tưởng về 20 năm quá khứ, cho thấy sự đau khổ của người dân Wano và mức độ khốn khổ mà họ phải trải qua. Đồng thời, lễ hội lửa cũng kết thúc khi điều ước của mọi người bay lên bầu trời. Trong khi đó, Denjiro cũng đã chặt đầu Orochi và tất cả đều theo dõi cuộc chiến cuối cùng của Kaido và Luffy. Triều đại của Kaido đã kéo dài trong suốt hơn 20 năm, cuối cùng cũng đã kết thúc ở chương 1049, đánh giá cho sự khởi đầu cho một cuộc hành trình vĩ đại mới của Luffy, đi cùng việc cậu đã thành công mang lại tự do cho cư dân Wano. Hơn nữa, đoạn hồi tưởng của Kaido mà mình luôn mong đợi từ lâu đã thực sự xuất hiện, và nó cung cấp cho chúng ta nhiều thông tin hơn mà người hâm mộ thường nghĩ. Trong video này, hãy cùng mình phân tích các chi tiết chính trong chương 1049 để cùng bàn luận. Hồi tưởng của Kaido, mức tuyển chi nã đầu tiên, cho đoạn hồi tưởng của Kaido. Ngay từ nhỏ, Kaido đã làm một chiến binh mạnh mẽ, gan lì và đầy quyết đoán với lý tưởng sức mạnh quyết định tất cả. Vào năm 10 tuổi, Kaido chính thức được công nhận là một chiến binh mạnh mẽ nhất ở vương quốc Vodka. Đây là một đất nước kiếm sống bằng việc liên tục gây ra chiến tranh để thu nhập những chiến lợi phẩm nhằm mục đích trả nợ cống phẩm cho chính phủ. Mọi người sẽ rất khó tin dù Kaido còn trẻ nhưng anh ta rất mạnh. Kaido luôn cam ghét chính phủ thế giới và đặc biệt là những thiên long nhân. Kaido mất kiểm soát khi không đồng ý phục vụ cho hải quân. Vì vậy, vào một ngày đẹp trời, Kaido bị chính vương quốc Vodka bắt giữ và giao nộp Kaido cho hải quân để đổi lấy đất nước sẽ có một vé tham dự hội nghị. Tuy nhiên, hải quân không bao giờ cai trị được Kaido, anh ta đã trốn thoát. Không chỉ có vậy, Kaido thường xuyên cố tình bị bắt để có thể ăn thức ăn trên tàu hải quân. Chính vì vậy, Kaido đã bị truy nã 70 triệu belly khi hắn ta mới chỉ 13 tuổi. Năm 15 tuổi, chàng trai trẻ có sức mạnh đáng ngưỡng mộ, được râu trắng đến mời lên tàu và được đích thân Rock tuyển dụng để trở thành thành viên băng hải tặc Rock. Đây là băng hải tặc mạnh nhất thời điểm đấy. Nhiều người đã phải thốt lên rằng với sự góp mặt của Kaido thì băng Rock sẽ trở nên bất bại. Tuy nhiên thì sau 6 năm sau sự kiện điên rồ tại God Valley, băng Rock đã bị một hải quân tên là Garp đánh bại. Tuy nhiên, đó không phải là nguyên nhân của các việc băng Rock bị đánh bại. Đã có xung đột nội bộ trong băng hải tặc này, Kaido bỏ đi trong sự tức giận của Big Mom. 10 năm sau sự kiện God Valley, chúng ta thấy rằng Kaido đã thành lập băng hải tặc Bách Thú và hiện đang cư trú tại vương quốc Wano. King đã đứng về phía anh ta và có lẽ Queen cũng ở đó, bên trái của Kaido. Kaido lúc này đã được Higurashi gọi là hiện thân của sự tàn bạo do những chiến công tàn nhẫn của Kaido được cả thế giới biết đến. Mụ già này đưa cho Kaido một lời đề nghị chưa được tiết lộ, nhưng mình nghĩ rằng Higurashi đề nghị Kaido bắt người dân Wano làm nô lệ và bắt họ làm vũ khí phục vụ cho Kaido. Bởi vì chúng ta thấy rằng Higurashi đã mô tả tầm quan trọng của vũ khí đối với Kaido trong cuộc trò chuyện của họ. Có lẽ, mục đích cuối cùng của Kaido là tạo ra vũ khí để chiến đấu với các thiên long nhân. Vì mụ già này cũng đã giúp Orochi để tỏ lòng trung thành với gia tộc, chính mụ già cũng đã gợi ý cho Kaido hợp tác với Orochi, tất cả nhằm trả thù cho gia đình Kozuki và lấy lại quyền lực cho gia tộc Kurozumi. Trong khoảng thời gian này, Kaido hay nghe con gái Yamato của mình lải nhải nhắc lại về Joy Boy. Kaido đoán rằng mục đích mở cửa đất nước của Oden chính là để chào đón Joy Boy. Vì thế mà ông ta tự xem mình là một thách thức cho Joy Boy. Ở thời điểm hiện tại, Joy Boy Ruffy đã xuất hiện, đánh bại Kaido và khiến Kaido nhớ lại lời nói của King của mình năm xưa đã ứng nghiệm. Kẻ đánh bại ta chính là Joy Boy. Chúng ta có thể thấy ngay từ nhỏ, suy nghĩ của Kaido về cuộc sống là rất rõ ràng. Kaido không chịu làm con rối cho hải quân hay chính quyền thế giới. Đối với Kaido thì sức mạnh chính là thứ định đoạt tất cả và mọi chuyện sẽ được giải quyết bằng bạo lực. Việc theo đuổi sức mạnh khiến cho tứ hoàng này trở thành sinh vật mạnh nhất thế giới với khả năng chiến đấu cực kỳ khủng khiếp. Tuy nhiên, hồi tưởng của Kaido chỉ chiếm một vài tấm hình trong chương này. Một số người bạn của mình đã bày tỏ sự thất vọng vì hồi tưởng quá ngắn. Có thể lập luận rằng Oda muốn để dành cốt truyện của Rock cho một phần trong tương lai. Tuy nhiên, có một số câu hỏi vẫn chưa được trả lời liên quan đến Kaido. Chẳng hạn như mẹ của Yamato là ai, nhưng dù thế nào thì vẫn còn thời gian để quá khứ của Kaido được tiết lộ thêm. Số phận của băng bách thú. Chap 1049 đã có cảnh Luffy sử dụng cú đấm Pajirangan bọc Haki đánh tan dạng rồng lửa của Kaido và giáng một đòn mạnh vào mặt ông ta. Áp lực từ đòn tấn công này mạnh đến nỗi Kaido bị ép thẳng xuống phía dưới đất và hình ảnh cũng cho thấy Kaido gãy sừng. Còn việc Kaido bị đánh bại thảm hại đến nỗi gãy sừng, tác giả Oda đưa ra cái kết cho các thành viên đứng đầu băng bách thú. Jack là thành viên trong nhóm ba thảm họa của băng bách thú bị xử lý đầu tiên. Hắn bị hai vị vua chó mèo của tộc Minh sử dụng hình dạng sư long đánh bại. Dù được Kaido đứng ra bảo vệ để lui xuống hồi phục, nhưng sau đó một lần nữa, Jack tiếp tục bị Inurashi hóa sư long đánh bại. Điều thú vị là Jack bị mất răng nanh.
Tiếp theo đó là Queen. Sau nhiều lần tấu hài, Queen đã có một trận quyết chiến đúng nghĩa về Sanji. Sanji sau khi kích hoạt được sức mạnh Mã Gen, đánh bại Queen và hắn ta cũng bị đứt mất một cánh tay trái. Cuối cùng thì King là nhân vật có quan trọng thứ nhì trong máu mạch thú, đứng sau Kaido, là thành viên đầu tiên Kaido trực tiếp thu nhận. Tuy nhiên, trong trận chiến sinh tử với Zoro, Zoro cược cả tính mạng vào đòn tấn công cuối cùng và hạ gục được King hỏa hoạn. Đồng thời King bị đứt mất cánh phải của mình. Toàn bộ cánh tay trái, phải, răng nanh, thể lực của Kaido đều đã bị chặt đứt ở phía dưới Onigashima. Và đến bây giờ ở chương này, Kaido cũng đã bị gãy sừng trên đầu, giống như báo hiệu việc băng bách thú đã bị đánh bại. Tính đến thời điểm hiện tại, 4 nhân vật được cho là mạnh nhất của băng hải tặc bách thú đều đã bị hạ gục và đều mất đi một bộ phận cơ thể của mình. Oda đã xây dựng khoảnh khắc này trong 10 năm. Momonosuke đã được giới thiệu ở phần băng Azad, và khoảng thời gian này, Luffy và Law cũng đã thành lập liên minh của họ với mục đích rõ ràng là đánh bại Kaido. Tất cả điều này đã diễn ra gần 10 năm trước. Giờ đây, mọi thứ đã trở nên trọn vẹn trong chap 1049. Chúng ta đã có một cái nhìn toàn cảnh về các samurai và thuộc hạ của băng bách thú còn kẹt lại ở Onigashima. Raizo và Jinbei đang giúp mọi người lấy nước của Joe để dập lửa và cứu mọi người khỏi chết cháy. Trên tầng 2 của đảo Onigashima, chúng ta có một cảnh Denjiro đang an ủi Hiyori vì đã chịu đựng và cố gắng trong suốt bao nhiêu năm để hoàn thành kế hoạch trả thù này. Điều tuyệt vời hơn nữa, Momonosuke đã cố gắng hết sức tạo ra được những đám mây hỏa vân lớn đủ để nâng đỡ và dịch chuyển hòn đảo Onigashima ra một khoảng cách giúp cho Luffy thoải mái tấn Kaido. Tất cả đều đã sẵn sàng để chào đón cái kết cuối cùng mà Luffy trao tặng cho mọi người, đó là hạ gục được Kaido, một điều không tưởng trong suốt hơn 20 năm qua tại đất nước này. Chúng ta đã thấy cái đầu của Orochi bị cắt rời và đang bị đốt nằm trên sàn. Câu hỏi đặt ra là Orochi đã chết chưa? Trước đó, đầu của Orochi cũng đã bị chặt bởi Kaido, nhưng hắn ta vẫn còn sống sót. Vì vậy, chúng ta không thể chắc chắn rằng liệu Orochi đã chết hoàn toàn hay chưa. Oda cũng chưa tuyên bố rằng Orochi đã chết. Tuy nhiên, vai trò của Orochi lúc này dường như không còn ý nghĩa nữa. Thêm vào đó, đã có cả một quá trình xây dựng trước hành động này. Vì vậy, mình hy vọng đây sẽ là lần Orochi biến mất hoàn toàn. CBO chạy trốn. Đã có một hình ảnh chúng ta thấy thành viên cuối cùng còn sống sót của CBO trốn thoát khỏi Wano. Điều này là một vấn đề khá quan trọng để thảo luận, bởi vì nhân vật này có thể đóng một vai trò chính trong các sự kiện. Trước hết, Wano đã bị đóng cửa và không ai biết chuyện gì đang xảy ra ở đó, ngoại trừ một bộ phận của hải quân là tổ chức SWORD của Drake. Tuy nhiên, Drake sẽ không nắm được toàn bộ diễn biến câu chuyện bởi vì anh ta đã bất tỉnh. Vì vậy, giả thuyết của mình là chính anh chàng CBO này sẽ thông báo cho chính phủ về các sự kiện Wano. Điều đó sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cập nhật tiền thưởng truy nã của các thành viên băng Muzum. Thứ hai, sau khi tên CBO thông báo cho chính phủ, họ cũng có thể đóng một vai trò nào đó ở Wano cùng với hải quân để bắt Luffy bởi vì trái ác quỷ huyền thoại Nika. Luffy là Joy Boy. Trước 1049 xác nhận rằng Luffy là Joy Boy đúng như Kaido đã tuyên bố trong quá khứ rằng một ngày nào đó, Joy Boy sẽ đánh bại ông ta. Một điểm quan trọng khác bây giờ là tại sao King lại đợi Joy Boy. Chúng ta sẽ không có câu trả lời cho điều này, nhưng vì King là thành viên duy nhất còn sót lại của tộc Lunarian và Joy Boy là thần mặt trời, có lẽ có một số mối liên hệ. Vậy thì King có thể sẽ về phe Luffy không? Chúng ta sẽ bàn luận sau. Kaido có bị đánh bại không? Một câu hỏi khá nhức nhối, liệu Kaido đã bị đánh bại chưa? Một số người cho rằng Tứ Hoàng Kaido vẫn chưa bị đánh bại vì Oda vẫn chưa tuyên bố trong chương, cộng với việc Kaido vẫn chưa thể hiện sự thức tỉnh. Đối với mình, Kaido có vẻ đã bị đánh bại khá nhiều. Chúng ta đã bắt đầu có đoạn hồi tưởng, sau đó Kaido đã bị đấm vùi xuống lòng đất. Onigashima đã có Momo giúp hạ cánh an toàn và Luffy đã cạn kiệt năng lượng. Tất cả những điều này có thể nói rằng đây là kết thúc khi Kaido cuối cùng bị đánh bại. Về việc Kaido sử dụng sự thức tỉnh, mình nghĩ rằng Kaido và Big Mom đã thức tỉnh trái ác quỷ của họ vì Luffy đã sử dụng dạng Gear 5 khi thức tỉnh, nên có thể hình dạng rồng của Kaido thực sự là dạng thức tỉnh của ông ta. Luffy trả lời Kaido rằng cậu ấy muốn có một thế giới nơi bạn bè có thể ăn bao nhiêu tùy thích. Điều này đáp lại lời hứa với Tama ở chương 918. Và thời điểm chúng ta rời khỏi đất nước này, đó sẽ là một nơi mà em mỗi ngày có thể ăn bao nhiêu tùy thích. Cuối cùng, nếu kết thúc rồi thì sao? Hải quân sẽ can thiệp hay Kaido sẽ quay trở lại? Tiêu tưởng truy nã mới có bằng hải tặc mũ dâm là gì? Câu chuyện Wano đã kết thúc hay chưa? Có quá nhiều điều cần biết. Bây giờ sẽ là những video dự đoán, bởi vì chúng ta cần phải kiên nhẫn chờ đợi chương tiếp theo. Trên đây là tất cả những suy nghĩ của mình về việc thảo luận và phân tích của chương 1049. Nếu các bạn có suy nghĩ gì về chương này thì hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới. Chúng ta sẽ cùng thảo luận ở những video sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Để nhấn like và subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen nhé. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.